Rồi, ngày mới Dân Tính xin chúc cho các đồng nghiệp cũng như các bạn đang xem kênh của Dân Tính TV có nhiều sức khỏe nha. Rồi, hôm nay cũng ngày mới, bữa nay về bến luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đi qua bị đứt rồi, hôm nay cho đại tử nó dạy máy cho Linh nó xuống trước. Bây giờ Linh nó phải đi trượt mình để về qua bên sông bên kia. Trượt Linh thì mạo hiểm quá, cái bến này hơi khó. Khu vực này mình chạy ngày hôm qua nha các bạn. Khu vực này hai mấy công mình chạy ngày hôm qua rồi, rồi mà thôi mình gửi máy đi luôn. Nãy gì đâu vậy? Người ta đang xới ở lũi vô trong lùm đó, để đi đâu chứ không biết. Rồi giờ qua bến mới luôn rồi các bạn ơi. Mình mới vừa thấy giạt xong luôn. Rồi miếng đất lúng rồi, có một miếng lúng chú hứa dưới kia không thể giạt được luôn. Gửi con dây trước. Đúng rồi, móc con dây đàng hoàng. Móc vòng qua cái con dây này nè. Móc hai ba quận vòng qua con dây nè. Là không đúng lời thầy là thầy dặn nè. Ơi. Thấy không? Thấy đầu gian có thấy sạch không? Gian là nhỏ đậy chứ nha. Thế ba thằng mà hai thằng này cũng hư chân bờ chứ nha. Thằng thứ ba này cũng sắp banh đó nè. Nè mời qua anh Sáu chế cái cốt bằng cùng giò thấy cái hư không? Chưa bấm nút mà. Có nút bấm đó, ừ. Nút xong hai nút. Đúng rồi, giật ra, đúng rồi. Gỡ cổ cái mép coi. Cái mép này dữ lắm, cái mép nè. Thầy tử. Chán không thầy. Mấy anh hai đang chạy lúc bên kia các bạn. Nè nè nè, gỡ cho thầy cái, thầy bấm rồi. Đây nè, đây nè. Đúng rồi. Lên máy sới ngồi nhịp giò rồi sướng quá ta. Nè anh hai nha các bạn, anh hai với Hoàng Phát, Phát chia sẻ. Thì anh hai này các bạn cũng biết rồi đó, đây là kinh tư là đầm của ảnh luôn. Đây là quê của ảnh ngay đây luôn, ngay nhà ảnh ngay đây luôn nha các bạn. Mình chạy giáp cho ảnh luôn. Trời ơi trời, gặp đại tử chúng với đại tử nè. Dầu đang mắc mà nó nghẹt rồi, máy nó ăn dầu nữa chứ. Dầu 21 ngàn rồi. Máy ăn dầu rồi còn hè nẹt nữa. Có ông lưng cá cha, ông úa nè. Lưng cá cha thì mê vàng này dữ lắm nha các bạn. Cách bữa hồi bữa lên nó thử chạy, cách bữa hồi bữa là lên thử chạy à. Nhưng mà chắc từ từ nó sẽ đổi sang số cái cài này. Nói chung là cái đất mà giáp với anh hai nãy mình chạy rồi, bây giờ qua bên đây là chạy miếng này rồi, miếng đầu dưới là miếng đất chú hứa đó. Miếng đất ở dưới, đầu dưới đó là chỉ có mình chạy được thôi, chứ hai này thấy thua. Như cái cha chưa quen các bạn ơi, mới lên chạy vòng mà múa quá, lạng quá. Lạng quá, nó không dám chạy ra lớn. Chạy ra lớn lỗi. Tốc độ này chưa được nửa ga nữa cả nhà.
đất này nếu cầm cái máy của mình chạy thì phải chạy khoảng 80-90% ga chạy nó mới sáng nước các bạn ơi. Đất là chạy bao phê luôn. Cái này nói chung cũng 5-6 giờ chiều rồi, cũng trời cũng hơi tối rồi, quay cho nên không được sáng không. Đó, nó hơi nhóm ga đó. Tình hình gì đây? Mới chọi cái đầu lên là ba cái nằm ba chỗ, chỉ có số máy chạy là vượt lên được cái đây à. Còn hai thằng nội này, thằng này nằm góc này, thằng này nằm dưới lúc dưới kia. Thua rồi, thua với miếng đất này. Miếng đất này là đúng là miếng đất lúng ở trong truyền thuyết luôn à. Nhưng mà hai này nó lên được cái rồi nó bỏ luôn, bảo đảm luôn á. Chỉ có mình quằn lại chạy hết không hết thì thôi, chứ hai này là thua rồi. Đá trên đó còn lúng nữa kìa. Rồi các bạn xem cũng thông cảm nha. Kêu đại tử mình nó quay mình chạy lúng cái miếng đất chú Hứa này, mà nó quay nó đưa điện thoại đứng lên nên thành ra cái màn hình nó còn có bên lớn nè. Hàng đó hết nhiệm vụ đó, nó chạy trên đất gò cứng cho hết nhiệm vụ đứng nó chơi đó. Mình chạy lúng chết luôn vậy. Chạy vậy là quá ok anh em ơi. Nói chung là vượt lúng vượt lầy đâu cần chạy nhanh đâu, chạy vậy là thấy đủ điểm rồi. Giờ tới xuống máy rồi xuống tới gần tới bờ kinh mà xuống chưa được nữa nghe anh em. Nó lúng mẹ con vậy, lúng cái nào cũng lúng cho nó đất lại dẻo. Lưng nó còn sức lắm, nghịch nó mỏ vậy trời. Máy mày không có đường kéo chứ, hồi cái đường lên dây được không được thôi. Hai cái là bò lên dây với đường nào vậy? Mất hai cái mới được à? Cái cái thấy thua rồi đó. Máy đi xuống kẹt chi? Trước thì vô chỗ chống sơ lọt, sáng sớm á. Vô kẹt nhẹ vô. Khỏe vô còn mình ra không được á. Người bị gửi máy đâu?
mày ngủ rồi đi. Mày nói mày ngủ đi, tao đem vô liền. Mày nói mày ngủ đi. Thôi chồng ngủ. Gì? Đầu hai thằng lục đục rồi đó nghe các bạn. Tụi con bác sáng vô chạy cái xíu ra đó mà chạy gọi nước lớn rồi ra không được đó. Mập. Mà nước này đủ mà chưa chắc vô được nè. Khai cho nước vô bánh coi nghịch. Ác ác vậy đó. Lục đục vậy chứ cũng phải móc bánh đồng chứ thằng nào không móc đá vô cổ họng nó 8 cái. Người ta cũng đi vô lấy xe đổ của mày lại luôn.